1.000 lượt thích sẽ đốt trường, 40.000 lượt thích sẽ tự thiêu. Đây chính là những trường hợp tiêu biểu trong rất nhiều hành vi lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ khi trào lưu mạng xã hội mang tên nói là làm đang gây tác động nguy hiểm đến ý thức và thái độ hành xử của các bạn. Dù bị dư luận lên án gay gắt, nhưng trào lưu này vẫn đang được một số bạn trẻ, nhất là trẻ vị thành niên, ủng hộ và tham gia. Nói là làm là một trào lưu bắt đầu nở rộ sau sự việc. Vào cuối tháng 9 năm 2016, một nam thanh niên đã đưa lên Facebook cá nhân lời thách thức. Bức hình này đủ 40.000 lượt thích, từ đó xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu tân hóa. Đủ lượt thích sẽ làm, tôi nói là làm, xe mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem. Sau khi lời thách thức này nhận được hơn 90.000 lượt like, tức yêu thích của cộng đồng mạng Facebook, thì nam thanh niên này đã thực sự giữ lời hứa của mình bằng cách châm lửa lên người rồi nhảy thật nhanh xuống kênh Tân Hóa để dập lửa. Liên tục sau đó, nhiều bạn trẻ hớn hở vì tìm được cách tăng lượt thích trên mạng xã hội đơn giản đến không ngờ. Từ đó, trào lưu này nhanh chóng lan rộng với nhiều phiên bản nói là làm, lỗi làng khác, cởi đồ trên đường phố, đốt xe, đốt trường. Cách đây khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng độ lại thì mình thấy trào lưu này xuất hiện trên mạng xã hội khá là nhiều. Tự thách thức bản thân mình, đấy là đưa ra những cái điều kiện là đưa lên trên mạng trước, là ví dụ như là nếu mà được nhiêu đó, số lượng like nhiêu đó thì bạn sẽ thực hiện cái hành động đó. Và đa phần là những cái hành động rất là mạo hiểm, rất là nguy hiểm đến sức khỏe, đến tính mạng. Em đọc báo thì em thấy nhiều, với lại trên Facebook có những bài báo thì nó share. Dạ, cũng thấy nhiều. Thấy nhiều bạn share nên hiện lên Facebook của mình. Lâu lâu cũng có bạn bè có những cái chia sẻ về những cái dòng tâm trạng đó thì mình cũng có thấy. Nếu bạn không thể nắm bắt cơ hội kịp thời, hãy để người khác thành công thay bạn. Các tỷ phú như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg thành công không cần bằng đại học. Hãy quên đi giới hạn, đừng từ chối thành công. Nhàn nhãn những lời quảng cáo như rót mật vào tai đã mời gọi những bạn trẻ tham gia các khóa học làm giàu siêu tốc, được quảng cáo là do các triệu phú đô la, các chuyên gia về hàng đầu kinh tế giảng dạy. Với chiêu thức đánh vào tâm lý muốn giàu nhanh của một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt, muốn giàu gấp mà không phải lao động, ít tốn sức, ít phải suy nghĩ động não, đã và đang sẵn sàng dồn tiền tiết kiệm, thậm chí là vay mượn hàng chục triệu đồng để tham gia các khóa học làm giàu như vậy. Vào mạng Internet, chỉ cần tìm theo từ khóa học làm giàu, lập tức hàng trăm ngàn kết quả về các khóa học, lớp học dạy cách làm giàu cấp tốc hiện ra. Không chỉ vậy, thông tin quảng cáo về các khóa học này còn được gửi đến tận email cá nhân của nhiều người như thế này. Đi trên đường mà người ta phát tờ rơi, hoặc là thỉnh thoảng khi mà mình lên mail á, hoặc là mình lên trên các trang mạng á, là mình cũng có click qua vào những cái đó. Bản thân các bạn học viên thì sẽ tự tìm đến những cái khóa đó thông qua những cái quảng cáo trên Facebook và rất là rầm rộ. Để tìm hiểu về hoạt động thực tế của những lớp học làm triệu phú, phóng viên chương trình đã đăng ký tham gia khóa học đánh thức sự giàu có của một luật sư tự phong là triệu phú đô la. Từ sáng sớm, hàng trăm học viên mà đa số là các bạn trẻ đã có mặt với không khí lớp học chẳng khác các vũ trường là bao. Trong 3 ngày liền tham dự, chúng tôi được vị luật sư triệu phú đô la tự xưng có tên họ viết tắt là BTNL hướng dẫn các kỹ năng kiếm tiền trên Internet nhanh chóng, với các ví dụ hấp dẫn về những người đã thành công kiếm cả triệu đô từ khóa học để lên dây cót tinh thần cho các học viên. Tuy nhiên, sau các buổi học thử miễn phí, tất cả các học viên sẽ được chính vị giảng viên triệu phú mời gọi đăng ký các khóa học chính thức với đơn giá là 39 triệu đồng cho khóa học 3 ngày. Thậm chí có những khóa học mà học viên phải bỏ ra tới gần 200 triệu đồng để tham gia. Ngay cả những cái nhân vật nổi tiếng như là Steve Jobs hay là Bill Gates, họ cũng không thể thu cái học phí nữa. Một vài tiếng đồng hồ mà mỗi học viên phải đóng cả 100 triệu cũng có. Thử hỏi xem, nếu mà những người đi dạy mà họ đi dạy người ta làm giàu siêu tốc được thì tại sao họ không làm giàu đi? Chắc là họ cũng là rất mong muốn là làm giàu chứ. Mà họ không thể làm giàu được, rồi họ lại mở cái lớp là dạy làm giàu siêu tốc để rồi lấy tiền của người khác. Thế thì phải chăng cần phải đặt câu hỏi. Hiện nay đang có hàng chục, thậm chí hàng trăm các lớp dạy làm giàu siêu tốc đang hoạt động. Để thuyết phục học viên, có một điểm chung là những chuyên gia này đều đưa ra lý lẽ rằng họ cũng từng tay trắng, từng thất bại, nhưng sau đó đã tìm được những bí kíp làm giàu siêu tốc mà họ chỉ tiết lộ khi học viên đăng ký học chính thức. Tuy nhiên, trên thực tế, các bí kíp này đều là những nguyên tắc đã được nhiều người áp dụng thành công trên thế giới, và chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn để mua các đĩa sách bài giảng về là người ta có thể tự học ở nhà.
Vì thế, về bản chất, các chuyên gia hàng đầu kia chỉ là người lợi dụng khả năng ăn nói thu hút sự chú ý bằng cách tạo hiệu ứng đám đông để chiêu dụ học viên vào các lò luyện của họ. Nói cách khác, họ đang làm giàu nhanh bằng cách lấy tiền học phí của chính học viên khi tham gia.